Em chào anh em yêu lan trên toàn quốc nha. Nay em Bút sẽ chia sẻ một combo nhân dịp lễ hậu lễ ngày 1/6 quốc tế thiếu nhi. Thì hôm qua em làm clip kia, thì nay em sẽ lên một cái combo nhân dịp hậu lễ quốc tế thiếu nhi ngày 1/6. Em sẽ chia sẻ một combo siêu ưu đãi cho anh em mình luôn. Combo này thì gồm có cây vàng đỏ xưa đây anh em, cây vàng đỏ xưa, cây Cesaret và cây hồng nhan. Đó, được 3 cây VIP luôn đó anh em nha, 3 cây gọi là một hoa rất là đẹp luôn. Thôi, bây giờ em sẽ vào chi tiết từng cây cho anh em mình xem nha. Đầu tiên là cây Cesaret chớp. Cây Cesaret chớp này thì gồm 3 thân. 3 thân thì thân mẹ thì vẫn chưa khai thác mắt nào hết, chỉ có thằng bà nội là đã khai thác một hướng rồi nè. Rồi cây mẹ thì khoảng tầm 13 cm, cây con là 4 cm. Đây là cây Cesaret chớp. Tiếp theo là đặc biệt là một cái cây vàng đỏ xưa ấm chậu ổn định. Vàng đỏ xưa ấm chậu ổn định, cây này khoảng 4 cm, 4 cm anh em nha. Tiếp theo là cái cây đỏ tím. Đỏ tím này là cây một mẹ một con, là ấm chậu rồi, đang nhú một cái mầm lên nè. Mầm lên nè đó, mầm đang lên được 3 cm. Rồi sau khi cái cây đỏ tím, tiếp theo là một cây đồng tiền xưa. Đồng tiền xưa thì em tách đã ổn định khoảng tầm 3-4 ngày rồi. Anh em thấy đầu rễ xanh nó đi chưa? Em phủ ít giấm chì lê để nó giữ ẩm. Đồng tiền xưa thì cây đồng tiền xưa này khoảng tầm 10 cm, 10 cm này nè. Cây rất là khỏe luôn anh em coi nè. Tàn là mặt hoa đẹp không á anh em nha. Rồi đặc biệt luôn một cái cây, đó là cái cây hồng nhan. Cây này thì trên thị trường chưa có nhiều đâu anh em. Thì sẵn combo đặc biệt là dịp ngày hôm nay là hậu lễ ngày 1/6 ngày quốc tế thiếu nhi, em Út sẽ lên một cái combo siêu ưu đãi cho anh em mình sưu tầm. Trên 20 cm, cây mẹ trên 20 cm nè. Cây con thì 10 cm anh em, cây con 10 cm. Rồi thì em đã đưa cái quy cách và số đo từng cụ thể từng cây cho anh em mình xem rồi nha. Rồi bây giờ em sẽ báo giá cho anh em mình luôn cho combo 5 loại. Thì trong đó đặc biệt gồm cây Cesaret chớp, cây vàng đỏ xưa và cây hồng nhan. 3 cây này rất là đặc biệt luôn. Rồi combo 5 cây này em Út sẽ chia sẻ cho anh em với giá 979 bao ship, chuyển khoản bao ship cho em nha. Mà thay vì cái cây này nó khoảng tầm 300-400 thì bây giờ nó vào một cái combo thì nó rẻ thôi, nó là combo còn chiếm gần một nửa cái lượng lúa trong đây hết rồi. 979 thôi là anh em đã sưu tầm một combo gồm có Cesaret chớp, cây vàng đỏ xưa, cây đỏ tím, cây đồng tiền xưa và cây hồng nhan. Đây là một cây trên thị trường chưa có nhiều anh em nha. Đó, mật hoa thì nó cũng giống như cây Sonia, nó là dòng Sonia sổ ra chớp. Đó, mà chớp này rất là đẹp luôn, chớp sâu, nhìn mặt hoa rất là ngầu, nó đỏ nó tím luôn anh em nha, chớp rất là sâu luôn. Rồi em Út xin dừng tại đây nha. Anh em yêu thích kênh cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ, em có động lực làm những video clip tiếp theo. Rồi chúc anh em một ngày mới vui vẻ, thật sự hạnh phúc anh em nha. Chào tạm biệt anh em.